Cú đá thẳng. Phải nói là rất chất lượng. Cơ hội rất khéo léo. Không vào. Của Trần Văn Sàng. Chúng ta cùng xem lại pháo này. Rất mạnh mẽ, bình tĩnh về bóng cầm giày để loại bỏ Hồ Văn Ý. Nhưng sau đó thì cú dứt điểm là những gì mà Thanh Sam đã thể hiện trong mùa giải 2022 này, khiến cơ hội tấn công vừa được dành cho đội bóng áo trắng. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Và hợp tốt giữa Thanh Huy, Trần Thái Huy và người tung ra cú dứt điểm cuối cùng là Dương Ngọc Linh. Đường chuyền của Đức Hòa, Thái Huy. Như vậy là cuối cùng thì cũng đã có bàn thắng dành cho Thái Sơn Nam. Người đã giúp cho những nhà đương kim vô địch khai thông thế bế tắc đó là Trần Thái Huy đánh bại thành Ngô Văn Quyền. Chúng ta cùng xem lại pháo này. Rất chính xác. Đức Hòa đã cố gắng tạo ra cơ hội cho đồng đội với một đường chuyền sang phía đối diện dành cho Trần Thái Huy. Đó. Rất nguy hiểm. Như vậy là cuối cùng thì các cầu thủ Thái Sơn Nam cũng đã có được bàn thắng thứ hai. Một kịch bản khá giống với thời gian thi đấu của hiệp đấu thì đội bóng áo trắng mới có được bàn thắng. Và ở trong tình huống này thì pha phối hợp đá phạt góc giữa Trần Văn Vũ và Cổ Chí Kiệt đã giúp cho những nhà đương kim vô địch có được bàn thắng thứ hai. Trận đấu còn khoảng gần 2 phút nữa, pha đi bóng của Trần Thái Huy, đường chuyền không được. Đó là một tình huống khá giống với những gì mà Trần Thái Huy đã làm được ở mùa giải 2000. Và sau đó là tình huống tỉa bóng về phía cột 2. Nhưng ở trong tình huống này thì Thanh Huy đã chậm mất một